Domain là một nhóm nhạc chuyên hát song ca. Nhóm được thành lập vào ngày 9 tháng 8 năm 2009, gồm hai thành viên là Lê Hoàng, cựu thành viên của nhóm BOM, và Tiến Dũng, cựu thành viên của WeBoys. Chỉ với hai thành viên Lê Hoàng và Tiến Dũng, nhưng nhóm đã nỗ lực hết mình để cho ra đời những sản phẩm âm nhạc tâm huyết, những album được khán giả đón nhận và chờ đợi, những video clip tạo được hiệu ứng tốt trong lòng người yêu nhạc. Với những thông tin vừa rồi, chắc hẳn quý vị và các bạn đã biết được khách mời đặc biệt của chúng ta ngày hôm nay là ai rồi, phải không? Xin được giới thiệu nhóm nhạc The Man. Xin chào Khánh Ngân và xin chào tất cả khán giả của chương trình Giai Điệu Xanh. Hôm nay Hoàng Dũng rất là vui khi mà đã lâu lắm rồi mới có dịp ngồi để trò chuyện, để nhắc lại những cái kỷ niệm cũng như những cái dự định sắp tới với tất cả khán giả của mình. The Man là một nhóm nhạc khá đều đặn cho ra đời các MV. Vậy thì cho đến thời điểm này, hai anh có thể tính xem là mình đã cho ra những cái sản phẩm âm nhạc nào rồi ạ? Từ khi thành lập cho tới bây giờ thì The Man đã được 13 MV rồi. 13 MV trong vòng gần 4 năm. Tại vì cứ trong một năm thì The Man ra ít nhất là khoảng tầm 3 đến 4 MV. Và cứ mỗi MV là một cái mà The Man dồn hết tâm huyết. Cứ ở mỗi thời điểm đó là những tâm huyết, những cố gắng mà có The Man muốn làm hết tất cả ở thời điểm đó. Cái tiêu chí đưa ra MV là như thế nào vậy anh Tiến Dũng? Một khi đưa ra một cái sản phẩm âm nhạc nào đó thì ngoài phần nghe thì The Man còn trau chuốt vào phần nhìn nữa. Khi mà ra một MV thì đầu tiên, cái thứ nhất The Man phải chọn cái bối cảnh phù hợp. Và tiếp theo đó là diễn viên, rồi kịch bản, tất cả mọi thứ để cho ngoài phần nghe để hiểu cái bài hát đó thì khán giả còn biết được cái phần nhìn nữa. Theo như nhóm The Man thì điều gì làm cho nhóm có sự khác biệt so với các nhóm nhạc hiện tại ạ? Chắc khác biệt lớn nhất là chắc là già nhất. Tại vì chưa có nhóm nhạc nào, ví dụ như ngoài những nhóm nhạc đàn anh, đàn chị đi trước như là Năm Dòng Kẻ hay MTV thì hiện tại mọi người cũng ít hoạt động hơn so với trước đây. Thì những nhóm nhạc hiện tại mà được khán giả nhắc đến nhiều nhất thì trong đó thì chắc The Man là có độ tuổi lớn nhất. Tuy lớn tuổi nhưng mà không phải lấy gì làm buồn đúng không? Bởi vì mặc dù tuổi lớn nhưng mà vẫn cần có được sự yêu mến của rất nhiều khán giả. Có khán giả nhận xét là nhóm nhạc The Man thực hiện MV Hàn Quốc quá. Hai anh có thấy như vậy không ạ? Tại vì nhạc The Man là nhạc nhẹ nhàng đó. Và hầu như những bản nhạc của The Man đều là pop lát. Thì cái xu hướng thì The Man chọn sẽ là những hình ảnh nhẹ nhàng, những hình ảnh tình cảm. Nhưng mà không hẳn là những MV nào của The Man cũng là Hàn Quốc đâu. Tại vì có những MV rất là đậm chất Việt Nam. Ví dụ như là MV của Dũng viết kịch bản như là Em Ở Trong Tâm Trí Anh, rất là Việt Nam. Tại vì khi mà xem MV đó thì tất cả những hình ảnh, những con người trong đó thì khán giả liên tưởng tới một hình ảnh là Việt Nam, rất rất đậm Việt Nam. Chắc có thể là do mình chọn bối cảnh, hay chọn bối cảnh ở Đà Lạt cho nên nó hơi giống Hàn Quốc chút. Vì sao mà hai anh lại thích chọn bối cảnh ở Đà Lạt như vậy? Nếu mà để thời điểm và cái không khí và cũng như không gian thì Đà Lạt là nơi lý tưởng nhất. Không chỉ riêng The Man đâu mà tất cả những ca sĩ khác hay những đoạn phim khác đều chọn Đà Lạt. Tại vì khi quay thì cái tốt nhất là mình không có bị mệt. Tại vì thời tiết nó rất là mát mẻ thì tâm lý của mình, cái người làm việc cũng không mệt mà ngay cả ca sĩ cũng không mệt, nên cảm giác mình làm việc rất là nhanh. Và cái thứ hai là Đà Lạt có rất nhiều cảnh đẹp. Tại vì Sài Gòn bây giờ nó rất là đông đúc, rất là nhộn nhịp. Thì mình tìm một cái cảnh quê và lạ thì chỉ Đà Lạt là nơi mà The Man chọn để quay nhiều nhất. Còn Nha Trang thì sao ạ? Các anh có MV nào thực hiện ở Nha Trang chưa? Nha Trang thì lúc trước The Man có thực hiện một cái clip là Chờ Em Trong Đêm ở Hòn Tầm. Với cái clip đó thì The Man thực hiện cũng nhanh, nhưng mà tại vì đó là một cái ý tưởng rất là bất ngờ thôi. Tại vì không dự tính là quay, Hoàng Dũng đi chụp hình thì ra tới Nha Trang. Hoàng biết được ở Hòn Rơm hay Hòn Tầm, thì thấy cảnh rất là đẹp. Cái là anh với Dũng mới gọi một người chụp hình đi ra, đi cano ra ngoài Hòn Tầm để chụp. Sau đó thấy cảnh đẹp quá, cái là quay luôn. Và sắp tới thì hai anh có ý định là sẽ tiếp tục thực hiện MV ở Nha Trang hay không ạ? Chắc chắn là có, tại vì Nha Trang cũng có rất nhiều cảnh rất là đẹp. Trong tất cả các sản phẩm của The Man thì có phải là cái MV Nếu Không Phải Là Em khiến cho các anh tâm huyết và thích nhất hay không? Thật sự tâm huyết thì The Man, tất cả các sản phẩm The Man đều tâm huyết. Nhưng mà vào thời điểm đó là cái clip Nếu Không Phải Là Em là tất cả những
nội lực, tất cả những mọi thứ là Lâm Anh dồn vào đó hết. Với mỗi MV, ví dụ như Em Luôn Ở Trong Tâm Trí Anh là MV đầu tiên mà Lâm Anh đầu tư rất là nhiều. Từ kịch bản cho tới nội dung và tới bối cảnh, thì đó là MV mà khán giả biết đến Lâm Anh nhiều nhất. Rồi sau đó tiếp đến là như là Lời Anh Muốn Nói, rồi Ngọt Ngào Và Đắng Cay. Thì Lâm Anh cảm thấy là mình muốn thay đổi một cái gì đó, mình làm một cái phim ngắn đi. Tại vì dù sao thì cũng đã từng đóng phim, nên muốn làm một cái phim ngắn mà làm một cái gì đó khác đi, để cho khán giả thấy The Man khác hơn và có chiều sâu hơn. Thì khi mà thực hiện MV Nếu Không Phải Là Em, thì cái khâu khó khăn nhất của The Man đó là về bối cảnh và trang phục. Tại vì lúc đầu thì mình cứ thích làm cái gì đó lạ, làm cái gì đó khó để cho khán giả thích. Nhưng khi làm rồi mới thấy là khó thiệt. Tại vì khi mà tìm bối cảnh ở thập niên 80 thì phải đi tìm cái lò gốm, đi tìm cái nhà gỗ, đi tìm những cái mà có thể nói là trong chùa nữa, từ con đường luôn, là mình phải cũ, mình phải cái gì đó phải liên quan tới những thập niên mà 80, 70 mấy thì rất là khó. Anh với Dũng phải mất khoảng, cùng với một ekip của mình, tìm bối cảnh trước một tháng, trong vòng một tháng mới tìm ra những bối cảnh đó. Khi mà anh với Dũng quay cái MV Nếu Không Phải Là Em thì mọi người không nghĩ là chỉ quay trong vòng 2 ngày. Nhưng mà có những cảnh rất là tiếc là bị mưa nên không quay được. Chứ không thôi là sẽ có những hình ảnh đẹp hơn nữa. Khi tìm bối cảnh xong rồi phải tìm trang phục. Tại vì mình bây giờ quay ở thập niên của mình thì rất là dễ, ăn mặc rất là đơn giản quay là xong. Còn bây giờ tụi anh phải đặt may, phải đi tìm, rồi xong từ cái nón cho tới tất cả, phải hiểu được cái thời điểm đó cái trang phục nó có đặt về diễn viên nữa. Về diễn viên nữa, tất cả clip của The Man là đều có nội dung, đều nội dung, cho nên diễn viên phải đóng được, phải diễn được hết, tất cả mọi người đều phải diễn được hết. Như vậy trong cái các clip của The Man đều có nội dung, vậy thì các anh muốn gửi gắm điều gì đến khán giả thông qua những cái MV đó? Thường là khi thực hiện một clip thì The Man dựa theo ý nghĩa của bài hát, cho nên có thể họ không nghe bài hát mà họ vẫn hiểu được cái ý nghĩa của bài hát qua cái phần hình ảnh. Và định hướng âm nhạc của nhóm trong thời gian sắp tới là gì ạ? Đã gần 4 năm rồi, The Man cũng có một vài khoảng thời gian mà The Man muốn thay đổi. Ví dụ như The Man cũng có quay MV bài Phục Tang, rồi cũng có một ra single như ngày hôm qua, đó là những bản R&B, những bản nhạc đen. Nhưng mà suy đi ngẫm lại, cuối cùng khán giả vẫn thích The Man hát pop ballad. Thì sau 4 năm đó thì The Man vẫn quyết định là sẽ chọn những dòng nhạc mà khán giả thích mình, chứ mình không có chọn nữa. Vậy thì những sản phẩm âm nhạc trong thời gian sắp đến của The Man là gì ạ? Sắp tới gần nhất là album Vol 4, gồm những ca khúc của những nhạc sĩ trẻ, trong đó có những sáng tác của Đào Trọng Thịnh, Hoàng Bảo Nam. Gần nhất là Hoàng Bảo Nam có những ca khúc mà được các bạn trẻ rất là yêu thích, như là Chia Tay Không Lý Do. Thì với album Vol 4 này thì The Man sẽ chắc chắn sẽ gửi tới khán giả của Giai Điệu Xanh một MV mới nữa. Một MV cũng được rất đầu tư rất là nhiều, với cũng một nội dung mới luôn, sáng tác của Hoàng Bảo Nam, được mang tên là Ngàn Nỗi Nhớ Gửi Đến Em. Và chắc chắn là trong chương trình này khán giả sẽ được thưởng thức MV này. Còn bây giờ một điều nữa Khán Ngân Đông thắc mắc là có nghe nói là nhóm The Man cũng đang ấp ủ để thực hiện một cái live show, có đúng như vậy không ạ? Đó là cái mà The Man ấp ủ lâu lắm rồi. Đáng lẽ là cuối năm ngoái là The Man thực hiện, tới bây giờ tại vì công việc thật sự nó quá nhiều đi, cho nên The Man chưa sắp xếp được để trả món nợ cho khán giả. Đó là coi như The Man vẫn còn nợ khán giả, và hy vọng không biết là năm nay có thực hiện được hay không, nhưng mà nếu mà được thì chắc chắn là cuối năm nay. Còn bây giờ xin mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức MV mới nhất của The Man, Ngàn Nỗi Nhớ Gửi Đến Em. Trao nhau bao nụ hôn ngất ngây,
khiến trái tim anh hạnh phúc nhường nào. Một cảm giác cứ mãi lớn trong anh từ khi anh biết yêu em lần đầu, là nỗi nhớ anh xếp trong yêu thương, là tình yêu chôn sâu trong trái tim. Một ngàn nỗi nhớ qua bao nhiêu ngày qua, anh vẫn giữ mãi trong lòng, viết tên em trên những trang nhật ký. Một ngàn yêu thương anh sẽ dành cho em, nguyện trao hết trái tim này. Người yêu ơi em có biết không, hãy cùng anh đến một nơi thật xa, nơi đó có thiên đường, nơi hai ta sẽ luôn được bình yên. Hãy nắm tay anh thật chặt, giữ mãi yêu thương, nguyện cầu bên nhau không bao giờ cách xa.
từng mùa thu cứ trôi âm thầm. Một mình anh trách thân nay lỡ lầm. Tháng năm ngày xưa êm đềm đã đi về đâu, đi về đâu? Còn lại nơi đây nỗi nhớ. Từng ngày anh vẫn qua con phố này, tìm nụ cười ai rạng rỡ trên gương mặt quen. Phố đông người qua nhanh vội vàng, biết em ở đâu, em ở đâu? Hãy về đây bên này nhé. Nếu không phải là em thì anh sống sao? Nếu không phải là em lệ kia mãi rồi. Nơi xa biết em có buồn không, nhưng khi anh ra băng những ngày đông, chợt nhận ra tháng năm ngày xưa đã yêu em quá nhiều. Nếu không phải là em thì anh sống sao? Còn nếu không phải là em tình yêu nơi đâu? Anh mang nỗi đau trong lòng anh, chôn sâu với tâm tư đầy vơi. Dặn lòng không khóc khi từng đêm xuống anh không có em, vì anh quá sáng rỡ trên gương mặt quen. Phố đông người qua nhanh vội vàng, biết em ở đâu, em ở đâu? Hãy về đây bên này nhé. Nếu không phải là em thì anh sống sao? Nếu không phải là em lệ kia mãi rơi. Nơi xa biết em có buồn không, như khi anh ra băng những ngày đông, chợt nhận ra tháng năm ngày xưa đã yêu em quá nhiều. Nếu không phải là em thì anh sống sao? Và nếu không phải là em tình yêu nơi đâu? Anh mang nỗi đau trong lòng anh, chôn sâu với tâm tư đầy vơi. Dặn lòng không khóc khi từng đêm xuống anh không có em, vì anh phải là em thì anh sống sao? Nếu không phải là em lệ kia mãi rơi. Nơi xa biết em có buồn không, như khi anh ra băng những ngày đông, chợt nhận ra tháng năm ngày xưa đã yêu em quá nhiều. Nếu không phải là em. Trong showbiz thì khán giả cũng thấy là các nhóm nhạc thì thường có sự xáo trộn về nhân sự. Nhưng mà với nhóm Domain thì cũng đã gắn bó với nhau đến 4 năm rồi. Hai anh có cái bí quyết gì để có thể cùng cộng tác với nhau được suôn sẻ đến như thời điểm này không ạ? Chắc là khi mà Hoàng với Dũng gặp nhau thì khi đó Hoàng cũng đã 28 tuổi rồi.
còn Dũng cũng 26 tuổi. Dạ. Thì mình đã có những suy nghĩ chín chắn sau khoảng thời gian hoạt động trong showbiz. Dạ. Thì khi mà đã lên kế hoạch, khi đã định hướng và khi đã xác định nhóm cho mình rồi thì chỉ có hai thành viên. Khán giả đã rất là quen thuộc khi mà hai gương mặt này thôi. Thì dạ, chắc chắn khi mà thay đổi thì sẽ không còn là The Man nữa. Dạ. Còn những nhóm khác thì người ta có 4, 5 thành viên thì thay đổi một thành viên nó cũng không sao. Dạ. Thì cái mà Hoàng Dũng tồn tại tới ngày hôm nay và có thể những năm sau nữa, dạ, thì đơn giản một điều là cả hai người đều biết nhường nhịn nhau. Dạ. Và cái quan trọng nhất là cả hai đều đã định hướng được và đều cùng chung một hướng đi, một cùng chung một suy nghĩ. Bởi vì thật sự trước đây thì cả hai đều là trưởng nhóm của một nhóm nhạc, cho nên tất cả những cái mâu thuẫn của những thành viên trong nhóm nhạc biết hết rồi, tất cả biết hết rồi, cho nên cả hai đều dung hòa được mọi thứ. Và được biết là hai anh cũng đã từng tham gia một cái bộ phim truyền hình rồi. Khi mà làm diễn viên của phim truyền hình, nó có khác với cái việc là đóng MV hay không ạ? Anh chỉ thấy cái khác duy nhất là thoại nhiều hơn. Cái MV của nhóm thì cũng giống như một cái phim ngắn rồi. Còn phim truyền hình thì mình thoại nhiều hơn, có thể mình phải diễn sâu hơn chút nữa, cảnh khóc lóc hay này kia nhiều hơn. Đối với anh Dũng thì anh Dũng thích phim, thích điện ảnh nhiều hơn là anh. Anh thì anh chỉ có hai sở thích duy nhất, đó là âm nhạc và bóng đá. Nên về điện ảnh thì khi mà lần đầu tiên đóng phim, anh rất là bỡ ngỡ cực kỳ. Tại vì khi quay MV thì mình chỉ muốn làm trong vòng vỏn vẹn 4-5 phút thôi. Còn đây quay 30 tập phim trong vòng 3 tháng trời. Thì ngoài những học thuộc những câu thoại, phải xem là diễn như thế nào, mà trong cái đó anh chưa hình dung được mình sẽ diễn như thế nào hết. Nhưng mà sau khi 30 tập xong thì tới khi đó mình mới biết diễn. Và anh đã từng có suy nghĩ là anh không muốn đóng phim nữa đâu. Nhưng mà tới bây giờ thì anh lại có một suy nghĩ khác. Thì nếu có thời gian không ảnh hưởng nhiều đến việc ca hát của anh và Dũng thì anh sẽ tham gia một bộ phim và anh sẽ làm khác mình hơn trong cái bộ phim Phía Sau Hào Quang của đạo diễn Hoàng Vĩ Hùng. Chắc nếu chắn có thời gian thì các anh tham gia, thì có lẽ là trong cái thời gian vừa qua các anh cũng đã nhận được nhiều lời mời khác. Có rất là nhiều lời mời The Man đóng phim, nhưng mà thật sự không có đủ thời gian để The Man dành. Tại vì một khi The Man làm cái gì thì The Man tất cả tâm huyết đều đổ dồn vào đó, cho nên The Man chưa muốn nhận phim ngay lúc này. Tại vì khi nhận phim thì ít nhất phải mất 2-3 tháng. Thì khi đó những kế hoạch của The Man hầu như sẽ chậm trễ đi rất là nhiều. Sau khi mà đóng cái bộ phim truyền hình đó thì nhóm The Man đã cho ra được một MV Nếu Không Phải Là Em, dưới dạng là một phim ngắn. Có vẻ như là các anh cũng đã rất là yêu thích truyền hình rồi đúng không? Tới khi đó thì bắt đầu yêu thích rồi. Dạ. Và các anh có dự định cho mình là đến một cái khoảng thời gian nào sẽ lấn sân sang cái lĩnh vực truyền hình hay không ạ? Chắc chắn là sẽ có, nhưng mà hiện tại The Man vẫn đang thực hiện tất cả những cái gì mà The Man vẫn còn nợ khán giả. Xong cái đó rồi The Man sẽ dự tính tới, mà chắc chắn The Man sẽ tham gia về điện ảnh. Nhưng mà hơi tham lam chút thì mình sẽ tham gia luôn phim điện ảnh đi, khi đó thời gian nó sẽ ngắn hơn là phim truyền hình. Và cái độ mà ảnh hưởng của phim điện ảnh nó cũng nhiều hơn nữa. Nên anh với Dũng cũng muốn thử sức. Ví dụ như Tết vừa rồi thì cũng đã có một bộ phim mời anh với Dũng tham gia. Nhưng mà tại vì cũng thời gian không cho phép nên cuối cùng lại lỡ hẹn. Hy vọng là sẽ một ngày nào đó tất cả khán giả sẽ thấy một The Man trong một bộ phim điện ảnh mới nhất. Tết năm nay thì có thể hay không ạ? Có sắp xếp được chưa ạ? Nếu có lời mời chắc anh và Dũng sẽ đồng ý. Bây giờ thì chúng ta sẽ chuyển sang chuyện đời thường, chuyện riêng tư một chút xíu. Hồi giờ thì khán giả vẫn nghe nhiều cái tin đồn về chuyện tình cảm của cả anh Lê Hoàng và Tiến Dũng, nhưng mà dường như hai anh chưa bao giờ chính thức lên tiếng. Hình như thì cái talk show nào cũng nhắc tới vấn đề này, mà vấn đề này thì hầu như khán giả cũng đều thích. Đối với anh Dũng thì anh không biết, thì cho anh trả lời trước. Dạ. Thì về chuyện tình cảm thì đó cũng là một phần mà khán giả muốn biết, nhưng mà đối với anh thôi, thì tại vì anh thấy công việc của The Man, những cái kế hoạch của The Man, những cái sản phẩm của The Man, anh vẫn chưa hài lòng lắm. Tại vì anh muốn làm, cứ mỗi lần anh làm là anh cứ làm hết những cái gì anh có thể, anh làm hết sức để khán giả đón nhận. Thì tới khi nào mà anh cảm thấy anh làm được cái sản phẩm nào tốt nhất thì khi đó anh mới nhắc tới chuyện tình cảm. Còn bây giờ thì công việc vẫn là trên hết. Với công việc của mình thì mình phải show cho mọi người xem. Còn về tình cảm thì cái đó là riêng tư, cho nên anh muốn giữ lại. Như vậy thì có lẽ khán giả nên quan tâm đến các sản phẩm của các anh hơn là quan tâm đến chuyện tình cảm của các anh. Biết đâu được 2-3 năm sau khán giả lại nhận được tin The Man sẽ có vợ. Tình cảm riêng tư thì vẫn luôn trong vòng bí ẩn.
Cho nên là các khán giả thường đánh giá The Man là những chàng trai đào hoa. Nếu mà kín đáo thì làm sao khán giả biết The Man đào hoa được? Nếu mà chú ý theo dõi The Man thì mọi người lại nghĩ The Man là thường bị thất tình chứ. Tại vì toàn hát nhạc thất tình, đúng không? Thất tình lúc nào cũng vậy. Các dự định âm nhạc của các anh thì cũng đã được chia sẻ ở chương trình tuần trước. Vậy thì trong tuần này Khánh Ngân muốn được hỏi các anh về dự định trong cuộc sống. Cái niềm đam mê chính nhất của anh vẫn là âm nhạc, vẫn là The Man. Anh vừa cho khai trương một cái nhà hàng. Anh vẫn thích kinh doanh nhà hàng, anh vừa cho khai trương một cái nhà hàng. Sau này anh sẽ còn làm thêm nhiều cái liên quan tới ẩm thực. Khán giả đã thấy khác The Man từ trước giờ, thì khi hỏi dự định thì The Man chưa có gì hết. Thì bây giờ anh Dũng đã có một cái nhà hàng, còn anh thì chắc là trong vòng 2 tháng nữa thôi thì công ty của anh sẽ có giấy phép và sẽ hoạt động. Thì đó là cái ấp ủ cũng gần 2 năm nay rồi. Vẫn là về âm nhạc. Anh sẽ làm tất cả những cái về âm nhạc và biểu diễn. Và hiện tại phòng thu anh đã có được gần 2 năm rồi. Thì bây giờ mình sẽ xây dựng thêm công ty. Và biết đâu được khi mà The Man giải nghệ thì anh lại tiếp tục với công việc âm nhạc của mình. Và lúc đó có thể là anh Tiến Dũng cũng cùng cộng tác với anh. Có một câu hỏi nữa, nhưng mà câu hỏi này không phải của Khánh Ngân. Khánh Ngân hỏi giùm các bạn khán giả nữ thôi nha. Đó là mẫu bạn gái lý tưởng của anh Lê Hoàng và Tiến Dũng là gì? Anh chỉ cần một người nào đó hiểu mình. Còn nếu mà nói không cần xinh xắn và hình đẹp thì không phải. Cái quan trọng nhất là phải hiểu mình, hiểu cho công việc của mình. Còn anh thì trước đây khi mà anh cũng đã từng trả lời một câu hỏi như vậy rồi. Nhưng mà cách đây 2 năm và thời điểm trước đây khoảng 5-10 năm anh lại suy nghĩ khác. Và 2 năm trước anh suy nghĩ khác và bây giờ anh lại suy nghĩ khác. Đúng là khi mà mình trải qua mỗi độ tuổi, mỗi cái suy nghĩ của mình sẽ khác. Hồi xưa thì anh sẽ thích con gái xinh, nhưng mà bây giờ anh chỉ cần là người con gái đó yêu mình và yêu hết những người thân, gia đình của mình. Các bạn khán giả nữ xem thử mình có đáp ứng được điều kiện này không nha. Cảm ơn anh Lê Hoàng và Tiến Dũng đã đến với cuộc trò chuyện trong chương mục 360 độ âm nhạc hôm nay. Và Khánh Ngân xin được chúc cho anh Lê Hoàng cũng như anh Tiến Dũng sẽ luôn giữ được hình ảnh đẹp trong lòng của công chúng và có được những sản phẩm âm nhạc hay gửi đến khán giả. Thay mặt cho anh Dũng thì anh cũng xin cảm ơn Khánh Ngân và cảm ơn tất cả những khán giả của chương trình Giai Điệu Xanh đã có một buổi trò chuyện trong vòng 2 tuần. Tuy là thời gian không nhiều lắm nhưng mà The Man cũng đã nói được về cuộc sống, về công việc và những dự định của mình. Hy vọng sẽ gặp lại khán giả của Giai Điệu Xanh ngày gần nhất và để giới thiệu đến những sản phẩm, những bài hát hay nhất của The Man. Ngay từ khi ra đời, The Man luôn lấy mục tiêu tạo ra những sản phẩm âm nhạc là con đường đi duy nhất của nhóm. Kiên quyết nói không với scandal mà phải chứng tỏ mình bằng thực lực. Chính vì vậy, đều đặn trong suốt những năm qua, các album Vol 1, Vol 2, Vol 3, các đĩa đơn đã lần lượt ra lò và định hình được phong cách trẻ trung, lịch lãm trong lòng người yêu nhạc. Rất cảm ơn The Man với cuộc trò chuyện rất thú vị trong chương trình Giai Điệu Xanh. Xin chúc các bạn luôn giữ được hình ảnh đẹp trong lòng các khán giả và có những sản phẩm âm nhạc thật hay.